Siêu bão Milton sắp đổ bộ, cơ gây sóng thần tại Florida. Sau khi siêu bão Helene vừa qua, nước Mỹ lại đang chuẩn bị đối mặt với một cơn thịnh nộ khác của thiên nhiên, siêu bão Milton. Dự kiến trong vài giờ tới, cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa, mang theo gió mạnh và đe dọa khả năng gây ra sóng thần. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Hoa Kỳ, vào lúc 20 giờ tối ngày 7 tháng 10 giờ địa phương, tốc độ gió duy trì của siêu bão Milton đã tăng lên tới 290 km/h, đưa nó vào danh sách những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương. Được xếp loại ở cấp 5 mức cao nhất trên thang đo Saffir-Simpson, siêu bão Milton không chỉ có sức tàn phá lớn, mà còn có nguy cơ tạo ra sóng thần, có thể nâng mực nước biển lên tới 1,8 mét dọc bờ biển phía bắc Yucatan. Hiện tại, Milton đang cách Miami khoảng 169 km về phía tây và di chuyển với tốc độ 14 km/h về phía đông. Dự báo cho thấy bão sẽ chuyển hướng đông bắc vào cuối ngày 8 hoặc đầu ngày 9 tháng 10, tiến về bờ biển vịnh Florida. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia nhận định, siêu bão Milton sẽ chính thức đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa vào ngày 9 tháng 10 và tiếp tục di chuyển qua miền trung Florida trước khi tiến ra Đại Tây Dương. Mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã chứng kiến 3 cơn bão mạnh từ cấp 4 trở lên, bão Kurt, bão Helene và siêu bão Beryl. Siêu bão Milton được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất trong số này. Trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão, thị trưởng thành phố Tampa, bà Jean Custer, đã khẩn cấp kêu gọi người dân rời khỏi khu vực trước khi bão đổ bộ. "Tôi không hề phóng đại khi nói rằng, nếu bạn quyết định ở lại, bạn có thể sẽ chết. Chúng ta không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên," bà Custer nhấn mạnh. Các tuyến đường cao tốc dẫn ra khỏi Tampa đang trong tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khi hàng nghìn người đổ về phía bắc Florida để tránh bão. Ngoài việc kêu gọi sơ tán, nhiều dịch vụ công cộng và trường học trong khu vực đã thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 7 tháng 10 đến 9 trên 10. Theo NBC, sân bay quốc tế Tampa cũng đã tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ 9 giờ sáng ngày 8 tháng 10 và sẽ chỉ mở cửa trở lại khi tình hình an toàn được đảm bảo. Siêu bão Milton đang trở thành nỗi ám ảnh mới đối với nước Mỹ và người dân đang nín thở chờ đợi cơn bão mạnh mẽ này đi qua.